Đây hoàn toàn là những cái sản phẩm hàng vip thuộc hàng đẳng cấp có giá trị cao. Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô bác anh chị khách hàng của cơ sở đồ gỗ mộc Nam Huy. À, tiếp tục lại là phải tranh thủ một buổi trưa các bạn. À, buổi trưa hôm nay thì nhân nhân lúc anh em thợ nghỉ trưa. À cơ sở bên em à, có một số những cái sản phẩm à, đẹp. Đó, đẹp. À lên sóng và giao lưu với cô bác anh chị trong buổi trưa của ngày hôm nay. À, mời cô bác anh chị đi vào trong này luôn. Để xem hôm nay em có cái sản phẩm gì đẹp đây. À, giới thiệu tổng quan luôn. Thì à, như cô bác anh chị thấy là hôm vừa rồi cơ sở bên em có lên sóng những cái bộ à, chiếu ngựa này. À, có lên sóng những bộ K3 này. À nhưng mà có những cái uh, mặt uh, bộ K3 này thì bên em cũng xếp trên cả ghế lui. Thì uh, nhiều cô bác anh chị cũng hơi gọi là hơi rối rối khi mà nhìn những cái video. Tại vì có video em để uh, trên uh, bộ K3. Uh, K3 như này. Đó rồi có những bộ mình xếp ghế lui vào để cân đối những cái giá khác nhau. Thì uh, trong ngày hôm nay uh, em sẽ giới thiệu trên uh, hoàn thiện trên một bộ chiếu ngựa nguyên khối này. Uh, một bộ K3 nguyên khối này. Uh, một bộ sofa góc Nguyên tấm này và một bộ sofa góc nguyên khối Báo giá cụ thể cho cô bác anh chị luôn Đây hoàn toàn là những cái sản phẩm hàng VIP Thuộc à, hàng đẳng cấp có giá trị cao à, Đầu tiên thì từ khu vực bên trong đi Em giới thiệu với cô bác anh chị một cái bộ à, à, sofa à, Bộ này thì à, có tên chính thức đó là bộ à, sofa à, Sofa gỗ gõ đỏ rồi Nhưng mà tên của bộ này gọi là tên là bộ à, sofa ế các bác nhé <laughs> Bởi vì uh, cái bộ sofa này em đóng uh, đâu đó cũng lâu rồi uh, chưa bán được thì mình gọi luôn là ế ở uh, đây là bộ sofa được cơ sở làm với tiêu chuẩn đúng nguyên khối các anh chị nhé uh, với kích thước chiều dài là 2m65 của góc dài và góc ngắn là 2m45 tiêu chuẩn nguyên khối anh chị uh, lưu ý giúp em nhé Nhấn mạnh cái điều này luôn. Nhấn mạnh về cái chữ nguyên khối. Đó là nguyên khối thật nha. Chứ không phải là nguyên khối hộp hoặc là nguyên khối theo kiểu hai ba phân hoặc 5 phân là nguyên khối không. Đây là nguyên khối đúng nghĩa luôn. À, với các cái bộ mặt cơ sở bên em làm là mặt dày 12. Đó, dày 12 nhá, tất cả các món dày 12. Và vách của bộ này bên em làm là vách 17 phân rưỡi đó đúng là vách 18 nhưng mà thực sự làm nó còn 17 rưỡi thôi thì cơ sở em đọc cũng rõ là 17 rưỡi đó đây là bộ gỗ gõ đỏ được cơ sở bên em làm bằng chất cây ly dê cây Nigeria trong tất cả các cái dòng gỗ gõ của Nam Phi thì anh chị biết là nó có hai loại gỗ giá trị nhất đó là ly và ba chi chỉ có hai loại thôi là ngon nhất đó và sơ qua một chút về cái mặt bàn ở đây cơ sở bên em làm mặt này là mặt 68 này chiều dài là 1m47 này và cái đôn ngồi ở đây cơ sở bên em làm là 1m 1m chiều dài nhá 1m chiều dài và chiều sâu là 50 đó 1m50 với bộ này cơ sở bên em xin báo giá lại à, video này em quay chắc phải lần thứ hai thứ ba rồi về bộ này đó là 130 triệu 130 triệu rõ ràng luôn Công khai luôn không giấu giếm gì hết Và đây em nói rõ luôn Đây là hàng nguyên khối Thật nha Đó Rồi tiếp theo em giới thiệu một bộ cũng là bộ sofa à, Nguyên khối Nhưng mà Khối này không phải là Khối đúng nghĩa Mà chỉ là nguyên khối giả thôi Nguyên khối đẻo Bộ này nguyên khối đẻo Với cái mặt dày là 4 phân anh chị nhá. Đây. Mặt này là mặt nguyên tấm dày 4 phân. Đúng ra thì bên em làm là mặt 5 phân. Thì đây, em đo là cái mặt nó còn tới 4 phân rưỡi này. Nhưng tại sao em nói là 4 phân? Bởi vì cái mặt này lúc trước thì có những cái điểm em làm nó chỉ còn có 4 phân thôi, như cái mặt băng này. Nó còn có 4 phân thôi. Thì em sẽ lấy những cái điểm mặt gọi là mỏng nhất để em báo giá cho các anh chị. Còn cái mặt này nó dày đủ 4 phân rưỡi hay là nó 5 phân thì cũng kệ nó. Bởi vì cái bộ bộ này là cái bộ mà em bị cong mặt nha bộ này là lúc trước làm bị cong mặt làm lại 5 phân rút lại còn có bốn phân thôi thì uh, đây là sản phẩm có giá là 63 triệu nó có cái mặt này mặt bàn này mặt đôn này uh, mặt băng này là mặt nguyên tấm dày 4 phân em nói chung là dày 4 phân còn tất cả những cái chi tiết còn lại là bên em đóng hộp đóng hộp với cái độ dày là hai phân anh chị nghe cái tiếng nó bột 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 nghe biết ngay đấy đó còn hàng nguyên khối mà chúng ta gõ như vậy thì thực sự là chỉ có cùi móng tay thôi chứ còn không được cái gì hết đó nguyên uh, nguyên anh chị cứ lắng nghe cái tay à, uh, em sẽ đưa cái mic gần hơn cho anh chị nghe nhé anh chị nghe cái tiếng mà của cái hàng mà đóng hộp ấy anh chị nghe biết ngay này đúng chưa đó, tiếng nó vọng lại còn trên hàng nguyên khối anh chị gõ này đó nguyên khối là anh chị cũng nghe thấy tiếng kêu nhưng mà cái tiếng kêu đó là tiếng kêu của cái xương. Còn đây là biết là tiếng kêu của gỗ hộp này. Đó, nó vọng lại. Đó, còn anh chị gõ vào đây thì gõ là chỉ có gọi là gãy tay thôi. Đó, với bộ này thì 63 triệu. Hàng nguyên khối đẻo hay em gọi là hàng nguyên tấm nhá, nguyên tấm. Còn ở bên đây là một bộ K3. Bộ K3 này hôm vừa rồi cơ sở có lên sóng tới cô bác anh chị và bên em xin báo giá luôn, báo giá lại luôn. Đó là bộ này hoàn thiện là 89 triệu. 89 triệu. Bộ này được làm bằng chất cây gỗ gõ đỏ ba chi. Ba chi. Còn à, cái bộ này thì nó vừa có ba chi vừa có ly dê, à, cái bộ à, sofa bên trong này. Đó, còn bộ này là ba chi một trăm trăm và lát nữa đến cái bộ à, chiếu ngựa cũng là ba chi 100%. Bộ này thì à, bên em làm với cái mặt bàn là mặt dày 10 phân với chiều dài em nhớ không lầm là 2,52m nhầm luôn 2,53 cái này là nhớ có nhầm à, 2,53 và dày 10 phân còn là bộ mặt thì cơ sở bên em đang làm là 86 bộ mặt hôm vừa rồi em có làm video cho các anh chị xem bộ mặt này đúng ra là bộ mặt 88 88 cơ sở rong đi lấy 86 bởi vì 88 là con số nó không có đẹp. tám lấy 86 cho nó đẹp. Đó. À, chân là chân nguyên khối, chân dày 12. Đó, chân dày 12, nguyên khối, được đục chạm hoa lá tây. Nói về K3 thì à, phải nói đến quý anh chị là dùng cho phòng bếp được, phòng khách được luôn. À, phòng ăn được luôn. Đó chúng ta ngồi tiếp khách cũng được, ngồi ăn bún cũng được. À, bởi vì đây là một cái sản phẩm nó thuộc cái phân khúc hàng nó nó sang rồi không ạ? đã sang rồi muốn làm gì thì làm quan trọng nhất là chúng ta có điều kiện chúng ta sở hữu được Đó, còn trên những cái hàng này thì thực sự uh, cũng phải chia sẻ thật với cô bác anh chị là nếu như nếu như anh chị không thích anh chị nhìn cái sản phẩm này rất là thô thực sự bên em làm những cái bình làm lên những cái sản phẩm này cũng nhận được những cái bình luận của các cô bác anh chị khán giả đánh giá là rất là thô thô thật nếu như chúng ta không đam mê không yêu thích thì từ cái khía cạnh thì chúng ta nghĩ thì nó nó sẽ là như vậy còn đối với một người người ta đã đam mê ấy, người ta đã chơi thì đó lại là vẻ đẹp đó và như các anh chị cũng thấy rồi chỉ có những khách hàng thuộc hàng phân khúc tầm cao cấp thứ nhất là khách hàng có điều kiện cái thứ, thứ hai là khách hàng đam mê thì người ta mới sở hữu những cái sản phẩm này thôi còn đối với chúng ta ở những phân khúc tầm trung thì cái khái niệm giữa hai phân khúc nó khác nhau hoàn toàn à, 89 triệu là giá của bộ này em báo giá tận xưởng nhé và cuối cùng là một bộ chiếu ngựa <laughs> một bộ chiếu ngựa gỗ hoa đỏ hôm vừa rồi cơ sở có làm video báo giá rồi là 75 triệu với kích thước uh, chiều rộng là 1 mét 75 và chiều dài đây cơ sở bên em đang làm là 2m 19 chín mặt dày nguyên khối 8 phân mời cô ba anh chị cùng thẩm định về cái bộ mặt này đó với bộ chiếu ngựa thì cô ba anh chị để ý một chút đó là ở dưới miền tây dưới miền tây bà con chúng ta sử dụng cái mẫu này rất là nhiều và tại sao gọi là chiếu ngựa <laughs> tại sao gọi là chiếu ngựa thì cũng chia sẻ luôn với cô ba anh chị đó là cái bộ chiếu ngựa này ấy, mình làm nó theo cái kiểu là về cơ bản thì nó khá là giống với những bộ sập và sập chân quỳ nhưng mà hàng này hàng chiếu ngựa bởi vì là cái chân của nó chúng ta làm nó đơn giản hơn chân của nó chúng ta làm là mô phỏng theo cái bộ gọi là nhìn là giống cái chân gọi là giống cái con ngựa đấy mô phỏng dáng của con ngựa đấy chân là chân vuông đó, không có đục chạm gì hết ạ còn ở đây thì cơ sở bên em làm cái bộ chân này là em có đóng quây anh chị lưu ý là có cái bộ quay này là thông thường là trên những bộ chiếu ngựa là không có. Từ cái phần quay đổ xuống là không có, là chỉ có hai chân thôi và hai cái xà thôi. Đó, xà này là xà nguyên khối 8 phân này. Anh chị nhớ nhá, xà 8 phân. Còn chân là chân đặc nguyên khối là chân 15. Đó, bộ này thì cơ sở bên em làm coi như là bộ mẫu. Đó. với giá bên em cân đối chỉ có 75 triệu thôi. À, các anh chị chú ý nhá. 75 triệu Gỗ qua đỏ nguyên khối hết 100% Từ trên xuống dưới Quá là đẹp à, Với bộ này thì uh, Ngoài ra nó cũng là một cái bộ vân Đẳng cấp à, Riêng về bộ này các anh chị uh, Nếu mà chê về vân thì em xin bó tay à, Không thể nào làm uh, Đáp ứng một bộ đẹp hơn được nữa đâu Vân quá đẹp luôn Quá xuất sắc Và Trong buổi trưa ngày hôm nay uh, Cơ sở bên em uh, cũng Cũng uh, À, tranh thủ một chút thời gian à, giới thiệu nhanh tới cô bác anh chị bốn cái sản phẩm của cơ sở. Thì uh, có ba sản phẩm là bộ chiếu ngựa này, bộ K3 và bộ sofa nguyên khối ở bên trong cùng là cả ba sản phẩm này là mới chỉ sơn lót thôi, chưa lên màu nha. Còn có một bộ uh, sofa 63 triệu thủ hàng nguyên khối đẻo của cơ sở Mộc Nam Huy thì uh, bên em có sơn hoàn thiện rồi. Thì uh, các anh chị yêu thích những cái sản phẩm này hoàn toàn là có thể tới xưởng kiểm tra và ký nhận trước khi sơn ngoài ra với cơ sở bên em nếu quý anh chị thích cơ sở có thể phục vụ quý anh chị từ lúc xẻ cây cho tới lúc hoàn thiện luôn trên hàng nguyên khối sẽ đưa quý anh chị đi cưa cây luôn nếu anh chị thích anh chị có thời gian anh chị đặt cơ sở mời quý anh chị đi cưa cây mời quý anh chị về xưởng xem cơ sở đóng hoàn thiện cho tới lúc bàn giao tận nhà luôn nếu anh chị thích đó những cái sản phẩm này đều là những cái sản phẩm thuộc phân khúc hàng đẹp. Cơ sở đã lựa hết rồi. Cây đã lọc hết tất cả sáu mặt. Đó, đẹp, sạch sẽ. Đó, hàng là giá trị luôn, xứng đáng để cho cô ba anh chị sưu tầm. Ngoài ra thì uh, cơ sở cũng còn đóng rất nhiều những cái sản phẩm khác. Uh, có những cái sản phẩm như là bàn, ghế, giường, tủ. Nói chung thì cơ sở bên em đóng cũng khá đa dạng và cũng có nhận theo yêu cầu của khách hàng cho nên là mai mốt anh chị thích cái sản phẩm gì hoặc là có thể vẽ được những cái mẫu gì anh chị thích thì anh chị cũng có thể yêu cầu à, cơ sở bên em sẽ cố gắng đáp ứng cho cô ba anh chị và xin được cảm ơn tất cả cô ba anh chị đã bớt chút thời gian theo dõi video của Mộc Nam Huy trong buổi trưa ngày hôm nay cùng các sản phẩm mà cơ sở lên sóng anh chị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ tới xưởng qua hai số điện thoại được ghi trực tiếp ngay trên màn hình nhé